kiếm tiền, giữ tiền và sau đó là nhân tiền. Đây là cái công thức làm giàu tuyệt đỉnh mà rất nhiều diễn giả mà Trức học được. Anh Trức thân mến, thì bất kỳ ai chúng ta thì đều thực hiện cái công việc là ban đầu đó là kiếm tiền. Kiếm tiền có thể từ cái việc mà chúng ta đi làm công ăn lương, chúng ta đi làm mọi ngành nghề để chúng ta kiếm tiền. Nhưng cái câu chuyện là chúng ta kiếm được nhiều hay kiếm được ít thì chúng ta phải giữ được tiền. Rất nhiều người thì kiếm được nhiều tiền cũng không giữ được, cũng không giàu được. Có nhiều người thì kiếm được ít cũng thế, kiếm được nhiều cũng vậy. Quan trọng là chúng ta giữ được tiền, giữ được bao nhiêu tiền. Khi mà chúng ta giữ được tiền thì từ cái đồng tiền đó thì chúng ta mới đem đi đầu tư để nhân tiền nó lên. Đầu tư là gì? Đầu tư là chúng ta có thể mua vàng, chúng ta có thể mua bất động sản, hay là chúng ta đầu tư vào chứng khoán. Những cái kênh đầu tư có thể làm cho chúng ta, có người thì mang tiền đi đầu tư vào lô đề, hay là Bitcoin, hay là các cái thứ đầu tư khác. Thì về cơ bản thì bây giờ các bạn sẽ phải đầu tư những cái mà chúng tôi gọi là rác rưởi, như là các tiền ảo, hay là đầu tư vào số đề, hay là các cái không hợp pháp, thì đó là gọi là chúng tôi gọi là rác rưởi, không nên đầu tư vào đó. Đầu tư bây giờ thì nếu đầu tư chân chính thì chúng ta có thể đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào vàng bạc, hay đầu tư vào chứng khoán. Chứng khoán thì các bạn có thể là lúc lên lúc xuống, hoặc là các bạn có thể nhân được tiền rất là nhiều, hoặc có thể các bạn sẽ mất, bởi vì nó có thể nó công ty làm ăn không làm ăn được, các bạn sẽ thua lỗ. Về đầu tư vàng bạc thì nó tăng trưởng không đáng kể. Nhưng về cơ bản là chúng ta đầu tư, có ý thức đầu tư, thì có lúc là vàng nó lên cũng rất là nhiều, chứ không phải là không. Vàng thì có đôi khi là câu chuyện là trong gia đình của chức thôi. Nhưng có người thì cứ mua vàng, và sau vài năm tích lũy thì vàng nó từ mấy trăm nghìn hay từ hơn 1 triệu, xong đó nó lên đến 5 triệu và bán đi xây được cái nhà tiền tỷ. Câu chuyện nữa là chúng ta đầu tư vào đất. Đất có thể là nhân nó bảo toàn tài sản các bạn cực kỳ tốt, vì sổ đỏ trao tay là nơi giữ tiền rất tốt cho nhiều người khi họ có kiếm được tiền. Những người đầu tư kinh doanh, những người mà kinh doanh ấy, họ làm ăn được, họ đầu tư vào đất là kênh giữ tiền, hay là mua cái nhà, mua đất là kênh giữ tiền rất tốt cho những người mà kiếm được tiền, giữ được tiền. Và cái câu chuyện từ đầu video Trước có nói là kiếm tiền, giữ tiền và nhân tiền. Thì tại sao chúng ta phải nhân tiền? Bởi vì là những người, các bạn có thấy rằng là nếu mà những người mà làm ăn kinh doanh thông thường, bất kỳ trong số chúng ta, ai hầu hết chúng ta thì đều ở trong cái trạng rồi, chúng ta tất cả ai cũng vậy thôi. Từ người làm thuê, sau đó chúng ta chuyển sang, chúng ta là người chuyển sang kinh doanh riêng, và nếu chúng ta phát triển tốt, chúng ta trở thành chủ doanh nghiệp lớn. Từ chủ doanh nghiệp lớn đó, chúng ta chuyển về những người đầu tư, là những người an nhàn nhất. Những người đầu tư là chúng ta có thể đầu tư những mảnh đất ấy. Từ những người mà đầu tư những mảnh đất, hay đầu tư trái phiếu, rồi là đầu tư các lĩnh vực, mua cổ phần doanh nghiệp. Thì công thức này thì các bạn có thể đã thấy rằng từ rất nhiều người sò giàu trên thế giới rồi, và nổi tiếng nhất là ông Warren Buffett. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta, vì cái ai có thể trở nên, về cơ bản thì 90% những người giàu thì đều liên quan đến bất động sản. Đó là liên quan đến việc đầu tư đất ấy, đầu tư. Thì kiếm, các bạn thấy rằng là nếu như mà chúng ta kiếm tiền đơn thuần một tháng để ra vài triệu, 10 triệu thì chúng ta rất khó giàu. Khi mà chúng ta kiếm được vài chục triệu từ kinh doanh một tháng thì cũng rất lâu giàu. Nhưng mà bằng cái việc mà chúng ta có, từ cái việc mà chúng ta kiếm được tiền đó, chúng ta giữ được tiền 5 triệu, 1 tỷ, chúng ta đi đầu tư mảnh đất, sau 5 năm, sau 7 năm, sau thậm chí có thể là sau vài tháng, nếu mà tốt thì sau vài tháng, một vài năm, nó nhân đôi nhân ba tài sản của chúng ta, thì chúng ta trở nên giàu có.
Còn không thì về 5 năm, 7 năm thì những mảnh đất mà chúng ta mua vào nó sẽ x5, x10 lần cho chúng ta. Thì cho nên là người ta mới nói rằng là những người giàu, 90% người giàu đều liên quan đến bất động sản. Và câu chuyện nhất là chúng ta, đầu tiên là chúng ta có công ăn việc làm đã. Đi làm thuê, làm công ăn lương hay làm ở đâu phải làm, kinh doanh buôn bán. Sau đó quan trọng nhất là chúng ta phải giữ được tiền. Từ cái việc mà giữ được tiền đó, chúng ta mới nhân được tiền lên bằng cái việc đi đầu tư. Đầu tư như trước, từ đầu trước đã nói đấy, chứng khoán, đầu tư vào vàng, mua cổ phiếu doanh nghiệp, cổ phần doanh nghiệp hay là bất động sản là kênh phổ biến hiện nay. Thế nên là anh em thân mến, thì chúng ta kiếm tiền, giữ tiền và nhân tiền, đấy là yếu tố quan trọng thì chúng ta mới trở nên giàu có. Nhân tiền thì chúng ta mới nhanh giàu được. Từ để mà nhân được tiền thì chúng ta phải giữ được tiền, mà để giữ được tiền thì chúng ta phải có công ăn việc làm và từ đó tiết kiệm. Để giữ được tiền nhiều thì chúng ta, các bạn, yếu tố kinh doanh riêng, làm chủ vẫn là con đường mà hầu hết những người giàu ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, thì con đường kinh doanh, tự kinh doanh riêng vẫn là con đường làm giàu phổ biến nhất hiện nay. Con đường kinh doanh riêng là con đường làm giàu phổ biến nhất hiện nay, anh chị em, tôi xin nhắc lại như thế. Các bạn có thể đi làm công ăn lương, nhưng các bạn có thể mở bán hàng thêm ở nhà, và từ cái việc bán hàng thêm đó các bạn chuyển thành kinh doanh lớn, kinh doanh to lên một chút, mỗi ngày các bạn kinh doanh lên một chút. Rất nhiều giáo viên, rất nhiều bộ đội chuyên nghiệp ấy, họ đi làm ăn rồi ở nhà họ mở ra kinh doanh riêng và cuối cùng họ bỏ nghề, họ chuyển sang làm. Có thể là họ không bỏ nghề, nhưng mà từ những việc đó con của họ bán thêm và họ có tiền, và từ cái tiền đó họ mua mảnh đất. Họ giữ được, có tiền là giữ được tiền đấy. Sau đó họ đi đầu tư mảnh đất, rồi cứ dần dần như thế họ có nhiều mảnh đất và họ trở nên giàu có. Không ai giàu ngay cả, trừ được bố mẹ để lại cho thì mới có thể. Những người đó là những người sinh ra từ vạch đích rồi. Về cơ bản thì anh em chúng ta thì đều là những người không có tiền, thì chúng ta chỉ có xác định là đi kiếm tiền bằng công việc làm công ăn lương, bằng công việc là kinh doanh buôn bán. Và quan trọng chúng ta phải giữ được tiền, từ những cái mảnh tiền, từ những đồng tiền đó, đồng tiền mà chúng ta giữ được thì chúng ta mới mang đi đầu tư, là cái việc nhân tiền thì chúng ta mới trở nên giàu có. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của trước ngày hôm nay. Hãy ấn nút đăng ký, nút quả chuông và góp ý cùng với Trúc để Trúc ngày càng phát triển cái kênh YouTube của mình, để chia sẻ với giá trị của cộng đồng và để cho chúng ta ai ai cũng, để cái tỷ lệ giàu nghèo của chúng ta sẽ rút ngắn đi so với mặt bằng chung của xã hội. Các bạn có thấy rằng là những người giàu thì rất là giàu, hàng chục tỷ, trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ, và họ thâu tóm bất động sản. Thì nếu mà họ thâu tóm hết thì chúng ta không còn cơ hội. Chúng ta hãy đi mua những mảnh đất là một vài trăm triệu bây giờ cũng được. Có bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu. Chúng ta có thể huy động từ người thân bạn bè của chúng ta. Nếu không thì nhiều video trước nói đấy, thế chấp cái nhà chúng ta đang ở, thế chấp cái nhà của bố mẹ chúng ta để chúng ta lấy tiền chúng ta đầu tư, nhưng phải khôn ngoan thì mới thắng. Không là chúng ta ra ngoài đường đấy, thế chấp nhà chúng ta ra ngoài đường đấy. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của trước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo.